thỏ là một loài động vật có vú nhỏ được xếp vào họ Leporida thuộc bộ Lagomorpha, sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Thỏ được phân loại thành 7 loại, cần dẫn nguồn điển hình như thỏ rừng châu Âu, Oryctla cunicula, thỏ đuôi bông, giống Sivilla, 13 loài, thỏ Amami, Centaurus furnesi, một loài thỏ quý hiếm ở Nhật Bản. Còn nhiều loài thỏ khác trên thế giới, thỏ đuôi bông, thỏ cọc và thỏ rừng được xếp vào bộ Lagomorpha. Tuổi thọ của thỏ từ 4 tới 10 năm, thời kỳ mang thai khoảng 30 ngày.